Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình và chúng ta cùng nhau tiếp tục với nick ở uh, Covid. ở uh, nick này là uh, bọn nông dân vẫn đang còn nạp lần đầu nhé các bạn. Các bạn nên nhớ rằng bạn này đang còn nạp lần đầu và các bạn thấy chưa? Đây là một thiên thủ yêu cơ phải gọi là đẳng cấp cực kỳ luôn khi khi mắc pháo bảo này các bạn. Thứ nhất là mắc pháo bảo nha. Mắc pháo bảo đến nỗi mà còn 30 ngày nữa mới mở pháo bảo ấy. Tiếp theo đó là một vũ khí hồng hoang. Nói vũ khí hồng hoang thì chúng ta đã thấy khiếp sợ rồi Nhưng các bạn nhìn vào cái minh văn của nó đi Minh văn hai cái minh văn tấn công Thì với việc mà hai cái minh văn tấn công này thì các bạn cũng biết rồi Nhìn nó phản đam thấy bà luôn nữa các bạn ạ <laughs> Thêm một cái thần thông âm một bắt tán nữa Đấy, Thì cái chất lượng phản đam của nó thì số 1 luôn Đấy thì minh văn này các bạn thấy chưa một nick nông dân mà minh văn nổ minh văn đỏ tận bốn cái ai mà chịu được các bạn thêm cái giảm sát thương 18 phần trăm nữa Ôi trời ơi chúng ta phải gọi nick này bằng <laughs> không không có gì có thể nói thành lời các bạn một nick nông dân mà khỏe như nick top không thể nào nói điêu được kỳ vật đợt này thì cũng đang đi kỳ vật bảo kích 52 phần trăm như là đi mắc bảo kích luôn các bạn nhé bên này thì lấy sát thương 21 phần trăm đường tấn công là 6 ,1 triệu một các bạn nhé ấy với chỉ số phần trăm bốn phần trăm tấn công mà lên tận tám trăm phần trăm gần bằng một lít tốt luôn chứ ấy rồi bạch Cột tinh thì đang cũng lên pháp bảo gần 50 vũ khí đỏ ấy rồi chúng ta đến là có đế thính nữa các bạn nhé có đế thính kiểu châu hầu như là phun xét kiểu châu rồi đợt này thì với một xét hỏng hoang và đây gọi là một xét đỏ và một cái vũ khí hồng hoang Hôm nay chúng ta sẽ xoay quanh về thiên thủ yếu cơ và hôm nay mình sẽ thức tỉnh cho thiên thủ yếu cơ các bạn nhé. Đấy, lượng tài nguyên thì nói chung là nick này dồi dào. Thì các bạn biết rồi, nick này một trong những nick khá là trùng sò so ở server bao nhiêu đây? Ở server 49 các bạn nhé. Cực kỳ mạnh luôn. Đây cho các bạn xem hạng 20. Đấy, với lực chín là gần 1 tỷ. 999 triệu, quá đẹp. Đấy, tông môn bạn này thì cũng khá là đông ồ thế à <laughs> mình nhớ trong môn này quen quen đấy trong môn này cũng hay nói chuyện ở kênh liên thế giới ở à, kênh chat liên server à, chúng ta sẽ check một số chiến báo đi đây à, chiến báo về một số trận thắng của bạn này trước khi bạn này à, lột xác bởi thiên thủ yếu cơ nhưng bạn trước khi lột xác bởi thiên thủ yếu cơ thì chúng ta sẽ xem một số trận đánh dũa sau đó hỗn loạn thành một khối dưới thiên nhãn của ta yêu ta sẽ không có Vậy chỗ để ẩn nấp sau đó hỗn loạn thành một khối hãy thưởng thức cơn đau đừng lo có ta đây ta cũng có thể bảo vệ mọi người ui ta chưa bao giờ <laughs> nhớ tên bại tướng dưới tay ta gì ui các bạn thấy phản chưa <laughs> cái gì thế này để mình chỉnh speed về một đi nào Kinh quá các bạn ạ Má đáng sợ thật Phản đam kết hợp với luân hồi nó giật Thấy bà cố nội luôn Ok mình bạn này tóc cào quá mình Chuyển về speed 1 đi Đây thì cần thì uh, Chúng ta sẽ xem một số trận đánh đi đã Rồi ghép với một uh, bạn uh. Đấy thắng nha các bạn nha <laughs> Trách trước tí thua thì nó hơi, hơi hơi kêu Nói chung là có thắng có thua thôi Nhưng uh, nick mạnh như thế này thì tầm này Tỷ lệ thắng khá là cao Mới hành mà động toàn Các bạn thấy chưa? Phản đam ghê không? Phản đam mà Ngọc Diền Hồ Ly còn tí máu nữa Ui thật Nhìn phản đam kìa Nhìn con phản đam đấy các bạn nhá Đam luân hồi thì đam luân hồi không bằng cái đam của phản đam mà Ngọc Diền Hồ Ly tí đi Ui đây gọi phải gọi là siêu nhịn các bạn Với lượng phần trăm tấn công siêu cao Lượng phần trăm sát thương Ổn định Tại sao mình nói phần 5 sản tương ổn định và có thể là cao bởi vì bạn này đang đi chân quân hiển thánh Ui coi chuẩn bị xem phản đam này các bạn Ui Chưa hết nhịp các bạn Phải đợi hết nhịp đã Ủa sao không phản đam Ồ phản Cái phản đam này mình cũng không rõ nha các bạn Đôi lúc phản đôi lúc lại không phản Không biết cái, nó có tỷ lệ không Hay là trong một trận đánh gì phải là số lượng cố định bạn nào mà chơi chuyên sông Ở minh giới thì confirm cho mình ở chỗ bình luận một chút với Đôi lúc mình làm nội dung nhiều mình cũng không nhớ rõ cái vấn đề này cho lắm Ủa có phản nhá mình thấy phản À mình hiểu rồi vậy thì có thể là phản hằng sau các bạn từ từ mình xem mà nó sẽ phản ngẫu nhiên hay là phản người đánh mới hành động một chút mà đã náo động toàn cục cảnh rất đậu ư đậu là đau luôn các bạn nhé tức là thiên thương báo thất tin nhiều quá đánh lùi ta đảo Nhờ cầu xin đã đủ rồi. Tâm không yên sẽ dễ lộ ra sơ hở. Đau khổ của ngươi Ui, trúng đọc một cái kìa Cảm ơn thấy trúng đọc một cái mà giật rất nhiều máu Để luôn. Thử. Thiên thủ hữu cơ bây vẫn vẫn đang còn một lực giáp của luân hồi miễn dịch rồi cần uh, còn uh, 6 lần búp của chân quân huyền thánh <laughs> rồi uh, 5 điểm búp của thiên kỹ ở uh, uh, thiên kỹ diêm vương ui khỏe lắm các bạn khỏe cực kỳ luôn Thế bây giờ ok chúng ta sẽ cùng nhau thức tỉnh nhé Các bạn thấy chưa một cái nick mà nạp lần đầu ấy vẫn đang còn cái nạp lần đầu với ngày thứ Bao nhiêu đây nhỉ Ngày thứ 120 đi 119 Mà xếp hạng Liên server nhé các bạn Mình đang nói xếp hạng liên server mà đến tận Hạng uh, 103 Thế thì hôm nay mình sẽ thức tỉnh lên uh, Thiên thủ yếu cơ đây chúng ta sẽ cùng nhau thức tỉnh thêm tiểu cơ thấy chủ nick cũng set up cho mình rồi cảm ơn chủ nick rất là nhiều đấy bởi vì có những thứ mình uh, ôi bất diệt chiến ý chủ nick có tận ba cái này ba cái này chắc uh, đi phó bản ra thôi đấy đi làm nhiệm vụ ra sáu à, 60 sáu hầu như là chủ nick không thừa luôn hít ui cái gì thế này kinh thi kinh thi gì mà nhiều thế này ông đình thất tỉnh cái gì tiếp đây ui nick đáng đồng tiền bát gạo quá các bạn ạ giàu ôi Xu hào nguyệt cả đóng này tiên lành vẫn còn này à, nick này đá thay thế 172 cái ui cô ơi là cô các boss mà nhìn đá thay thế này thèm lắm các bạn <laughs> các boss mà nhìn đá tầng đóng đá thay thế này thì chắc là thèm chảy rãi Ôi cái này vẫn đang tích này Các bạn thấy chưa Sự giàu có đến bất thường Kinh thi này Phong này Tụng Nghĩa là sắp lên Một đồ hàng hoang mới đây các bạn nhé Các bạn đây là niềm tin Để các, các bạn có thể cải chay Cũng như là đánh chơi đánh chay đánh Chơi đánh nông dân là... Ok mình sẽ lên luôn à, Mình thức tỉnh đợt một Thức tỉnh đợt 1 thì uh, Tăng 12% sạch thương tăng 5% tấn công, 5%, 5 phòng thủ, 10% sinh lực. Bây giờ tấn công lên tận bao nhiêu đây? Ui, tấn ra công tăng trực tiếp là 15.000. Mình trách nha. 6 triệu 3. 6 triệu 3 nhé các bạn. 5 triệu 2, 6 triệu 3. Bây giờ chúng ta sẽ thức tiếp. Thức dòng thứ hai Thức dòng thứ hai thì cũng tiếp tục tăng mỗi chỉ số 5%. Sinh lực tăng 10%. Tấn công 5% và phòng thủ 5% và kích hoạt cho các bạn cái kỹ năng. À tiếp theo là thiên thủ hữu cơ tăng trăm sát thương và giảm sát thương. Nếu hai bên không có thần tướng bị đánh bại, Ui nó khỏe lắm. Quái vật xuất hiện rồi. Ui vẫn thừa tài nguyên này. Vãi nhái. Cái gì mà À bạn này đang chuẩn bị cho mình uh, 180 cái, thật ra là chỉ cần 120 cái thôi bạn này. Thiên thủ hữu cơ thức tỉnh. Ui. tăng 5 phần trăm 10 phần trăm thành nhìn cường hóa các bạn giao diện rất là đẹp rất là hầm hố một nữ sinh hiền lành chất phát ấy được cái là không xôi thịt nhở em này ngực hơi lép tí hai lần là... chúng ta không quay được nhỉ các bạn không xoay được xem xôi thịt không màn trách bây giờ là sáu triệu sáu tấn công nghĩa là tăng lên khoảng từ 300k tấn công cho đến 400k tấn công ui nó khỏe thế này thì ai mà chịu được các bạn? các bạn nghĩ chi kiểu kiểu gì? bây giờ với lượng như thế này thì, ok nha, đẹp tuyệt vời không có gì chê nữa, chúng ta sẽ trải nghiệm luôn. À, với lượng kinh thi và sửa à, với lượng sửa từ dư 60 cái, 60 cái thế này là các bạn có thể còn lên được hai món đỏ nữa, giàu nick này họ phải gọi là vô giá tướng đỏ thì thừa cả đóng. Bạn này chơi thiên kỹ thần kích hiệu ứng không là hay là chơi sát thủ này à, thiên kỹ ở đâu nhỉ thần thông tiên vị ủa đây thiên kỹ đây rồi thiên kỹ thần kích bạn này cũng chưa đầu tư vào thiên kỹ cho lắm nhưng các bạn là này hầu như là đi phun sát thủ luôn bởi mình thấy có, có có, mì trả miêu trừ ma thì mạnh mà đồ đạc nhiều thế này thì cần gì hiệu ứng khô máu luôn Đấy, chúng ta sẽ cùng test lại nha. Mình sẽ đánh lại bạn này. Bạn này đi, đánh lại bạn này đi. Ván đầu tiên ra quân mà thua thì nó không hay. Nên mình sẽ đánh thắng được đã. <laughs> Bởi vì mình không phải là người cầm cái nick này. Nên có thể là mình kỹ năng đánh không tốt bằng người ta. Đấy, các bạn thấy chưa? Không vào máu luôn. Thiên đế đánh có vào máu đâu. Giảm giá tương sâu thế mà. Tận 60% giảm giá. tương ui nhìn độc cường hóa kìa. Hãy cơn đau. ui vãi nhái, đam to thế, đam quả đầu đậu 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 rất là to nha các châu ui các bạn thấy gì không? các bạn thấy mấy con nhện đâu? <laughs> Ngân giác các bạn lúc nãy thấy là ngân giác đi một cái là nhìn đi luôn đúng không? Bây giờ ngân giác đánh gãy cả tay. Mình không thể đi được cái đống nhịn độc cường hóa này. Thấy bà rồi các bạn ơi. Thấy bà rồi. Lần này thì chết cả ba phe rồi các bạn ạ. Ui. Kiếm tổ thiên phúc. Ui, các bạn thấy chưa? Nhìn có hiệu ứng nữa kìa. Nhìn có hiệu ứng giảm thương nữa. Ui. Thôi. thôi thôi, thôi, xong rồi. Chơi, chơi gì nữa? Tầm này chơi gì với nhìn nữa các bạn? Tuy rằng mới đột phá, mới, mới cộng 16 nhé các bạn. Đây không phải là nhìn phá cảnh nhé các bạn. Mấy con nhìn cường hóa này mà cho cái chức năng phá cảnh 8, phá cảnh hai mấy vào nữa thì thấy bà luôn. Thôi xong rồi, thôi xong rồi lượm ơi. Các bạn lúc nãy thấy là khi mà chúng ta chưa thức tỉnh ấy. Các bạn thấy được cái trận lúc đấu, đấu lúc nãy là khi mà chúng ta chưa thức tỉnh thì ngân giá cả một cái là nhìn đi hết. Nhìn triệu hồi ấy, bây giờ nhìn triệu hồi đã được cường hóa lên rất là cao và rất là chất lượng rồi. Bây giờ đối với nhịn cường hóa hiện tại là nhận hiệu quả thần thông dương tiễn này và thần thông kim hồng quán nhật tăng nhiều thuộc tính kế thừa nghĩa là tăng nhiều thuộc tính kế thừa thì các bạn hiểu chưa bây giờ mình có một cái mình rất đau đầu này. nếu mà nó gọi nhìn ra trong lúc mà thiên thủ yêu cơ đang ăn được cái thuộc tính 60% phần trăm giảm giải giảm thương khi tất tính hai này thì con nhện cường hóa này nó sẽ lấy phần trăm giảm giải thương rất là sâu nếu mà gọi nhìn ra sớm ấy các bạn nhé khi mà đang khi mà hai bên chưa hy sinh ai ấy mà gọi được ra nhịn ấy thì lúc đó có thể ôi ôi Chào các bạn coi lại cái cơ chế gọi, gọi nhịn này thứ nhất là kỹ năng đây khi mà ra kỹ năng thì sẽ triệu hồi một nhịn đọc vậy thì nhịn đọc này có thể tỷ lệ rất là cao lấy được 60% giảm sạch thương này các bạn nhé cũng như ba phần trăm sạch thương này đấy còn việc cái này có bị mất không khi mà hệt cái chức năng của thức tỉnh hai thì nó có bị mất không thì nó câu chuyện khác nữa nếu mà không mất thì thật sự nó quá bá các bạn nhé ôi đáng sợ đáng sợ tiếp theo nữa này sạch xuất triệu hồi nhịn đọc thì một phần trăm thì không nói làm gì rồi bây giờ nhịn rất là khỏe nhá ngoài ra thì chúng độc thì nhìn được thêm 30% sát thương này không nói làm gì rồi mỗi lần triệu hồi phai ta vĩnh viễn tăng sát thương 30% vật triệu hồi hiện tại thì cái này mình cũng đã từng phân tích rồi cái này thì cứ triệu hồi một nhịn độc hy sinh thì sẽ triệu hồi thêm một nhịn độc khá khi mục tiêu túng độc bất kỳ bị đánh bài thì tăng một lần kỹ năng không tiêu hao nụ khí mỗi vòng tối đa kích hoạt một lần mà cái này mà nó chữa thành liên tục thì thì trong một ván đấu mà với việc sử dụng du long quy hải thì thiên thủ yêu cơ có thể ra kỹ năng tận 4 lần nhé là có thể triệu hồi được số lượng nhện từ 4 đến 6 con đấy đến 7 con hầu như là nhện là triệu hồi rất là nhiều âm hồn bất tán này thì không biết nó tính bao nhiêu lần đấy phản đam bao nhiêu lần đấy Gây cho một kẻ địch ngẫu nhiên nhé các bạn. Cái này sẽ gây cho một kẻ địch ngẫu nhiên nhé. Ok chúng ta sẽ đánh nhau tiếp. Chảy luôn các bạn. Mình bị sốc. Ok chúng ta sẽ... Uhm, giảm tốc độ nữa đi. Để mình xem... Ôi gặp hai... Hai mình dưới gặp nhau này. Anh Chiêu gọi đầu. Bên kia ấn lông thì không sợ. Vẫn còn 8 độ mà một chút Đây, các bạn thấy gọi nhịn ra luôn nè. Đấy, nhịn này rất là chất lượng này. Bởi vì chưa có ai hy sinh vì nhịn này sẽ nhận được 60% giảm sát thương cũng như 30% sát thương. Đấy. Không vào máu nhé các bạn nhé. Thấy bạch cột tinh đánh không? Bạch cột tinh đánh vào thiên thủ yếu cơ mà không mất máu. Ui, bởi vì chưa có ai hy sinh mà. Dã man thật. Ôi máu nữa kìa. Ui, một đôi quân. Ta không hứng thú với bọn Tết Kiêu. Các bạn ạ à, mình sốc ngang Ôi bên kia thiên thủ yêu cơ cũng thất tỉnh rồi nha các bạn nha Kèo này hay đấy Hai thiên thủ yêu cơ đánh với nhau Sao lúc nãy mình thấy có cái búp nào mà À Vậy là giảm chặt tương này có thể đến từ bạch tử các bạn Hoặc là từ đâu đó Nhìn cũng nhận được cái hiệu quả này các bạn nhé Dạng được hương suy đều là tự dãy dụa sau đó hỗn kèo này căng đấy căng đấy các bạn nha rồi dãy dụa sau đó hỗn loạn thành một khối ma chu triệu hoán trời ơi hai bây giờ hai nhiên solo này ui quá đẳng cấp, thì gọi là quá đẳng cấp. ghép xe khác đi ghé đừng có ghép minh giới nữa, ok. ghép một bạn uh, nata, thấy các bạn thấy chưa? cặp kèo nata mới hay này các bạn này. nata sát thủ nhé các bác. thấy uh, hai tiết phế rồi. nhưng uh, bên kia có đế thính ở hàng đầu đấy các bạn. Để lúc Natara kỹ năng thì Đế tính có thể chuyển đổi trạng thái luôn. Tăng đam vừa ra. đẹp. Ui các bạn ơi. Hai nhịn châu lắm. Chả khác gì kim ra mọc ra. Và lý Tịnh của Bạch Thử gọi ra các bạn ạ. Má thần các bạn thấy chưa? Nata đam không vào máu mà các bạn. Đam không vào máu luôn. ok. khỏe. Bây giờ thì chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Ui, Nata đánh vào phải ba nhiệt luôn. <laughs> mà mấy bọn triệu hồi này dị thật. hồng ngài nhi phản đam à ừ hồng ngài nhi phản đam các bạn kèo này hồng ngài nhi phản đam ấy căng đấy các bạn phản đam thì đi thẳng vào đam gián tiếp khá là đau nếu mà muốn thắng bạn này thì cũng có thể một cơ hội là né hồng ngài nhi đi chứ mà đặt phản đam trước mặt thế thì cửa thua rất là cao để ai cũng vậy Ừ đúng rồi, chính vào phản đam rồi các bạn Cái này thì có khi thua, thua thật các bạn Còn này thua Ok, để mà phục thù thì uh, chúng ta sẽ chơi dơ một tí <laughs> Mình uh, thay đổi vị trí đi, đúng không? À, Nata vẫn là gì đó rất là này nọ nhỉ Mình cũng không hiểu về tướng của bạn này cho lắm nhé Ồ đây giờ thì, thì thắng toàn chuyện này Vậy là phải kéo theo mạnh bà đi theo nữa các bạn ạ Phải kéo theo mạnh bà đi theo nữa nói chung là cái bạn đánh này khá là hay đấy cho hồng ngài nhi phản đam rồi cho đế thính ở đó rồi cho nata vị trí thứ ba này thì cũng đánh khá là toàn diện việc mà cho đế thính hàng đầu thì các bạn nên để đam chính ở vị trí thứ ba thì sẽ chuyển đổi khá là đẹp ui nata đam to nhá Thiên thủ yếu cơ đang có ba giảm trả giả thương hỗ trợ thêm mà vẫn bị mất khá lượng máu khá là nhiều Nata bạn này đi chất lượng này các bạn nha không phải Nata quý bắp nha Tại sao như thế bởi vì thiên thủ yếu cơ giai đoạn đầu đã nhận được 60 giảm sát thương từ thức tỉnh 2 vậy mà Nata ra kỹ năng một phạt và thiên thủ yêu cơ mất tận là 1 phần 5 máu 1 phần 4 máu mà đã nói động cảnh các bạn nhé cảnh rất là đau nhớ. Đau cực kỳ luôn Ui Giật một quả luân hồi Đi luôn Nata Phải nằm hóa thân liền <laughs> Phải nhái Nata hồi máu kìa Hồi máu này từ Cái gì ta Hóa thân dậy là búp Giáp hay không Ai cũng biết rồi Tự dưng hồi Đóng máu Nói chung là có những thứ mà chúng ta không đọc kịp có những cái trạng thái đôi lúc các bạn xem thấy cũng khá là bất ngờ xuất hiện thì chúng ta phải tập trung vì chúng ta mới thấy được là tại sao nó xuất hiện Nói chung là bạch thử là một ông thần tướng hồi máu giai đoạn này khá là chất lượng các bác. Ok, tiền phạt trị. Uh, mai khai nhi độ. Đấy, mai khai nhi độ ra kỹ năng luôn. Qua vòng 2 các bác. Tính ra nhận đọc cường hóa này cái dạng sẽ tương rất là sâu nhé bác. Ui, nhận được hiệu ứng tốt. Đến thư bạch thử nữa các bạn ạ đông, đông, đông. Hãy của đơn đơn. Ui vãi nhái Đây mình sẽ so cho các bạn Đội hình bạn này đang sử dụng thiên kỹ nhé Để cho các bạn nào mà có góc nhìn bạn này chơi cả tiên phạt chế nhân luôn này Đấy chi tiết đội hình cho các bạn Đấy tiếp theo đến thiên kỹ này đấy rồi tiếp theo đến kỷ vật này Bạn nào muốn xem thì tự bao lại nhá ờ à, đấy ờ à, bạch thử là búp máu các bạn đấy rồi à, bộ à, thần thông bộ thần thông nhìn là biết bộ thần thông của người người có tiền rồi khé thật khé thật các bạn Đấy. những màn chăm chỉ như thế này sẽ, sẽ có những cái kết quả tốt thôi Ok, chúng ta sẽ đánh một trận Tự cuối đi. Mình sẽ đậu. kiếm một bạn phe Chả khác đi. À, để cho dễ thì mình sẽ vào bảng xếp hạng kiếm cho nó nhanh. Thôi mình sắp xếp lại. Bây giờ còn không nhớ nó sắp thế nào. Ok, thế này rồi. Ui, mình gặp một đội hình gì đây các bạn? Ái chả mình gặp một đội hình lạ ấy các bạn nhé Đội hình này có thể là đội hình gì đây Các bạn thấy là đây là một bạn có đội hình khá là dị nhỉ Thì luôn mình xem cuốn quá Mình chơi cuốn quá Mình không dám nghỉ luôn Bởi vì gặp có những bạn có những đội hình dị Mà đến nỗi mình khá tò mò Chủ nick mà im xin min này Mà nếu mà xem được cái video này Có thể cho mình một cái nick của các bác mình thấy đội hình của bạn có mùi xích vĩ ma hạt này đội hình hầu như là mình không biết là đâm chính đến từ đâu mình sẽ nhìn vào phá cảnh là thấy là xích vĩ hạt phá cảnh chín hùng hà nhi phá cảnh tám vậy là đâm chính của bạn này là xích vĩ hạt ôi mấy ông yêu ơi mấy ông đánh dị vừa thôi cái lồng má nó chứ mấy nick tốt đánh với nhau mệt lắm các bạn đi cái hướng đi dị mà cái ông này đi xích vĩ hạt gì thế mình phải nhớ lại để chủ ninh mà bạn nào thấy mà chủ ninh mà có xem được clip này thì có thể liên hệ facebook của mình ở phần mô tả thật sự là mọi người cũng rất tò mò về việc mà các bạn đi xích vĩ hạt xích vĩ ma hạt đam chính các bạn thấy là xích vĩ ma hạt đam là phá cảnh chính nhá. thật ra hai bạn này cũng đang tranh nhau một phá cảnh Xích vĩ ma hạt là nó những thần tướng có né khá là cao nhất hiện tại nha các bác. Ui vừa hồi máu nữa. mấy ông yêu này nó hồi máu dã ma lắm. Sau này các bạn mà phải tư duy về cái meta chút nữa. Ui thôi 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 thôi. Nó vừa đốt vừa trâu vừa hút máu. Thấy các bạn thấy chưa những cái đội hình cho các bạn có góc nhìn để chơi yêu chẳng hạn chất lượng này các bạn nhé chất lượng chất lượng chất lượng thôi uh, video clip của mình đến đây chắc cũng là uh, kết thúc rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo cảm ơn các bạn đã quý mến và theo dõi kênh của mình xin chào và hẹn gặp lại